Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn. Người nói: anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi nhìn cây đâm chồi thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Mời chị em và các bạn ngồi xuống. Thưa chị em, chúng ta đang ở trong ngày thứ 6 sau Chủ nhật thứ 34 thường niên. Ngày mai là ngày thứ 7, ngày cuối cùng của năm Phụng vụ 2019. Có những nơi làm lễ chiều Chủ nhật thay ngày thứ 7 là làm lúc 5 giờ chiều, sau 5 giờ chiều. Thì thánh lễ chiều thứ 7 có thể thay cho ngày Chủ nhật là bắt đầu bước vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, bước vào năm mới, mùa xuân mới của giáo hội. Chúng ta chỉ còn 48 tiếng đồng hồ nữa là mỗi người bước sang một năm phục vụ mới. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa cho nhau. Tạ ơn Chúa vì năm phục vụ cũ đã qua đi. Một năm mà với cộng đoàn chúng ta, cộng đoàn lòng Chúa Thương Xót, có quá nhiều biến động. Đang giờ này năm ngoái ở giáo điểm Tin Mừng thì anh em mình đang chuẩn bị làm cái gì nhớ? Đèn Noel. Đang chuẩn bị là trang trí, chuẩn bị nhạc hoặc cảnh Giáng sinh rồi răng đèn kết hoa. Và anh chị em mình còn nhớ là khi chúng ta đi coi hang đá ở quận 8 thì phải, thấy người ta làm những cái máy tuyết trắng tinh đẹp lắm. Việt Nam mình không có tuyết cho nên là hát đêm đông lạnh lẽo trước sinh ra đời nó không hợp. Anh em mình có nói với nhau là chúng ta sang năm sẽ làm 3 cái máy tuyết phun từ cổng vào tới bên trong, nhớ không? Rồi chụp hình nhiều kiểu thác nước này kia để mình làm. Nhưng mà rồi đến tháng 8 thì chúng ta phải di chuyển và thay đổi cách sinh hoạt mới, cách chia sẻ mới. Và chúng ta đi từ rừng, rồi lên núi, rồi xuống biển, rồi đi vào công viên, rồi đi đến những nơi mà cha sở cho phép để chúng ta tụ họp nhau, chia sẻ và cầu nguyện trên lời của Chúa. Có cái điều đó là gì? Điều là mình nhìn lại một năm vừa qua với những cái biến động như vậy. Anh chị em mình chỉ biết nói lên một lời là Hallelujah! Tạ ơn Chúa! Hallelujah! Tạ ơn Chúa! Hallelujah! Tạ ơn Chúa! Người tính không bằng trời tính. Chúng ta có quyền tính chứ, vì Chúa ban cho mình cái đầu mà. Chúng ta có quyền mơ mộng chứ, vì Chúa ban cho mình có một cái trái tim mà. Chúng ta có quyền là suy nghĩ, vì Chúa ban cho chúng ta có một cái đầu để mình suy nghĩ, để mình hoạch định những kế hoạch. Chúng ta có quyền. Nhưng khi mình làm tất cả những cái đó rồi thì chúng ta nói một điều thôi: còn phó thác tất cả cho Chúa, còn phó thác cho lòng thương xót của Chúa. Và tất cả cái gì mà chúng con dự tính, dự toán, dự định, dự trù, tất cả đều là
giữ bí mà thôi, chưa chính thức. Khi nào thì được chính thức? Khi mà giám đốc làm gì? Ký tên, đóng dấu. Giám đốc là ai? Chúa Giêsu. Người tổng giám đốc chưa ký tên, chưa đóng dấu thì tất cả mới chỉ là giữ chủ, giữ bí, giữ linh, giữ toán mà thôi. Đến khi mà Chúa đóng dấu thì Chúa có quyền sửa đổi. Đúng rồi. Ông giám đốc có quyền sửa đổi không? Dự toán chi là 10 tỷ, ông ấy bảo là ông duyệt chỉ có 5 tỷ được không? Hay là ông bảo thôi lên 20 tỷ cho nó ngon được không? Thì hoàn toàn chúng ta để cho Chúa quyết định. Như vậy thì mình mới được bình an. Tín thác là như vậy. Tín thác là như vậy. Còn nếu mà mình không có lòng tín thác thực sự, bây giờ mình cứ ngồi, mình cứ nối tiếp, giờ này nó ngoái thế này, giờ này nó ngoái thế nọ, giờ này nó ngoái thế kia. Đêm qua tôi đọc một cái email một người viết lại, hồi tưởng lại quá khứ, nằm khóc suốt đêm. Nó ngoái giờ này thế này, nó ngoái giờ này thế nào thế kia, con tức quá, con buồn quá, con nhớ quá, con tủi quá, con bất quá, con khóc suốt đêm không ngủ được. Trong khi đó tôi ngủ từ lúc nằm xuống giường cho đến lúc ngồi khỏi giường, cho dậy khỏi giường. Thì thưa anh chị em, nhìn lại một năm phục vụ vừa qua, cá nhân mình cũng như cộng đoàn mình, ta thấy Chúa chăm sóc cho chị em mình nhiều lắm. Chúa thương anh chị em mình nhiều lắm. Tất cả những gì Chúa cho phép nó xảy ra, ta đều thấy đó là dấu chỉ hồng ân của Chúa. Nhìn lại một năm vừa qua, với những chương trình hôm mà đi qua bên Thái Lan, mà đi lúc mà mấy tiếng đồng hồ đi xe cả ngàn cây số, anh chị em có mấy cái dịp ngồi vừa nghe vừa xem lại cái karaoke, là DVD karaoke sau được về chồng, có 15 bài hát đó do chính anh em sáng tác, do chính anh em tự biên tự diễn, cũng như là những điệu múa, điệu vũ, những cử điệu, nhìn lại thấy thú vị lắm. Nhìn lại thấy ý nghĩa lắm, nhìn lại thấy đúng là một năm phục vụ trôi qua tứ mùa, bốn mùa. Mà chúng ta thấy mùa chay năm ngoái mình đã làm cái gì còn nhớ không? Rồi mùa hoa năm ngoái mình làm cái gì còn nhớ không? Rồi mùa trái tim năm ngoái mình làm gì còn nhớ không? Rồi cuối cùng là tháng 8 sau được về trời làm gì ta còn nhớ không? Trước đó là mùa xuân, Tết, những cái ngày thật là ý nghĩa. Chúng ta thấy là phục vụ rất phong phú. Nếu mình sống cái gì phục vụ đó, cảm thấy cuộc sống của mình nó không có nhàm chán, nó không có buồn nặng. Còn nếu mà chúng ta không có cái tinh thần mà linh động, sinh động, thì chúng ta thấy cứ một ngày như mọi ngày, không thấy cái gì cả. Nhưng mà dù ở đâu, có người hỏi tôi về thế năm nay Noel cho tính sao? Để Chúa tính. Nếu không ăn Noel ở đây thì đi ăn Noel ở nước ngoài được không? Được chứ, có sao đâu. Rồi Tết thì sao? Tết cũng vậy. Nếu mà ăn Tết ở Việt Nam, không ăn Tết ở nước trong thì ăn Tết Việt Nam ở nước ngoài được không? Được chứ, có sao đâu. Thưa anh chị em, khi mà người ta gọi là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi lòng mình mà buồn rồi thì mình nhìn cái gì nó cũng buồn cả. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Còn nếu mà cái tâm hồn mình, cái lòng mình nó bình an, nó vui, thì chúng ta thấy rằng là mùa xuân vui không? Vui không? Bảo là vui như Tết. Rồi sao mùa hè vui không? Mùa hè rực rỡ thôi. Rồi mùa thu có thấy ảm đạm không? Không. Mùa thu vàng mà lá bay mà. Rồi mùa đông thì sao? Tuyết rơi mà. Nếu không có tuyết rơi thì làm gì? Máy làm tuyết. Thì máy làm tuyết thì sao? Nó có sao đâu. Tôi thấy lòng mình nó cũng vui được. Và lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta là cái gì? Mời gọi chúng ta nhận ra dấu chỉ thời đại
anh chị em nghe lại đoạn tin mừng rất là ngắn. Đoạn tin mừng mời gọi chúng ta suy nghĩ và dấu chỉ thời đại. Khi Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn, người nói: anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi nhìn cây đâm chồi thì em biết là mùa hè đã gần đến. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo thật anh em, thế hệ này chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Trời đất sẽ qua đi, mọi thứ đang qua đi. Cuối năm phục vụ, ta nhìn thấy mọi sự đã đang trôi đi hết. Tất cả những cái gì ta đã làm, bây giờ nó không còn nữa. Ngay bây giờ ta đang ngồi đây, một tí nữa thì đã là trở thành quá khứ rồi. Cái ta đang mong đợi, lát nữa nó trở thành hiện tại rồi. Cho nên anh em hãy trân trọng những giây phút hiện tại mà Chúa đang ban cho mình. Hãy trân trọng những giây phút mà mình còn được ngồi bên nhau để mình nghe lời Chúa, để mình cầu nguyện chung với nhau. Đừng có ngồi đó mà buồn khóc vì nuối tiếc quá khứ, rồi hận đời, rồi hận người, rồi hận tình, đủ thứ hận hết. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Chẳng có tại sao gì cả. Mọi cái đều nằm trong tầm kiểm soát của Thiên Chúa. Anh em mình hãy trân trọng cái vốn sống của mỗi người còn lại. Mỗi ngày qua đi là mỗi ngày ta biết cái vốn sống của mình mất đi một ít, phải không? Cứ mỗi ngày trôi đi là ta thấy mình bỏ vốn ra. Bỏ vốn ra, bỏ vốn ra, bỏ vốn ra. Mà có thấy lời lọc thì chưa? Chỉ thấy là nó khi nào thì hết vốn? Khi nào hết vốn? Khi nào chết? Khi nào mà khi Chúa thương gọi con về thì lúc đó là hết vốn. Và như vậy thì những giây phút hiện tại này anh chị mình hãy trân trọng. Hãy biết trân trọng cái giá trị của cuộc sống. Hãy biết trân trọng cái vốn liếng mà Chúa trao ban cho mình. Để cuối năm ta nhìn lại, ta nói, có thể nói với Chúa: con tạ ơn Chúa vì một năm phục vụ đã qua đi, mà con không để mất bất cứ những cái giây phút nào. Con đến con thờ lại, con cầu nguyện, con chúc tụng ngợi khen Chúa. Đừng để mất đi nha các bạn nha. Đừng để thời gian trôi qua mà tình yêu của mình với Chúa càng ngày càng nhạt phai. Hãy tập tín thác vào Chúa là tập thấy được những dấu chỉ thời đại. Những cái dấu chỉ thời điểm mà Chúa cho xảy đến. Như vậy Chúa muốn nói với tôi cái gì? Đó mới là điều quan trọng. Chúa để cho biến cố ngày 18 tháng 8 xảy ra, chúng ta rời giáo điểm, Chúa muốn nói gì với ta điều đó? Đấy mới là điều quan trọng. Bây giờ Chúa để cho chúng ta gọi là tha phương cầu thực. Cái thân phận của kẻ tha phương cầu thực, người ta phải rời quê hương để mà đi kiếm sống, phải không? Cầu thực, tìm lương thực. Còn chúng ta tha phương đi từ chỗ này tới chỗ kia, không có một nơi cố định, để cầu thực, để cầu xin, cầu khấn lương thực là lời của Chúa cho chính mình. Khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta chia sẻ lời Chúa, không phải là mình làm cho người khác, không, nhưng mà cho chính tôi đây. Tôi đang khát đây, tôi đang đói đây, tôi đang cần lương thực, tôi cầu thực đây này, tôi tha phương cầu thực, tôi đi từ nhà này tới nhà nọ, từ xứ này đến xứ kia, từ cộng đoàn đến cộng đoàn này nọ, để tôi cầu khẩn xin Chúa ban lương thực là lời của Chúa. Mà Chúa bảo rằng là trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta nói sẽ không qua đi. Nhớ câu đó. Nhớ câu đó để mà mình cầu, mình khấn, mình xin là mình dựa vào lời của Chúa. Nhớ câu đó
để khi mình làm cái gì mình cũng dựa vào lời của Chúa mà mình làm. Ta không làm cái gì theo lời của con người hay là ý của con người, mà làm theo ý của Chúa và lời của Chúa. Tập đi thưa chị em, tập đi thưa các bạn, nhất là dấu chỉ đó. Nếu mà Đức Giê-xu ở Việt Nam thì Đức Giê-xu sẽ không bảo là nhìn cây vả thấy nó đâm chồi biết mùa hè, coi thấy cây vả là cái gì không? Có hai đứa ngồi gần nhau, mày biết cây vả là cái gì không? Thì con kia nó bảo biết đi nào chỉ ra coi. Thì con này nó bảo là quay đây, chỉ cái vả. Đó là cây vả. Vả vỏ má, vả vỏ mặt, bảo là cây vả, cây tre. Nếu mà Việt Nam, Chúa sẽ không nói cây vả. Nếu Việt Nam, nè, nếu mai không ngờ anh đâu biết xuân về hay chưa, hẹn em một lá thư nơi tên 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 tên. Thấy mai nở thì biết là cái gì? Là mùa gì? Mùa xuân. Trong đây bảo là thấy cái vả đã đâm chồi thì biết là mùa hè. Còn nếu mà Đức Giê-xu quá bộ sang đến nước Việt Nam thì người bảo là thấy mai nở thì biết là mùa xuân đến, mùa xuân sang có hoa anh đào, mùa xuân sang có hoa anh đào, rồi xuân sang cũng hoa anh đào. À, thì nếu mà bên đất Nhật thì ta thấy rằng có hoa anh đào thì biết là mùa xuân. Rồi Đức Giê-xu mà đến với các trường học, đến lúc mà thấy gì nữa, thấy cái gì biết là mùa hè. À, hoa phượng rơi nhớ mùa thu tết, hoa phượng rơi là mùa gì? Mùa hè. Cho nên có bài gì mà mỗi năm đến hè lòng man man buồn, ngày qua chưa tràn từng tên thế thùng ngắn 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 biết thế nào biết là mùa thu. Mùa thu gì? À, mùa thu gì? Lá, lá vàng. Không, lá vàng không? Là bài gì nhỉ? Biết không? Biết mùa thu lá rơi không? Mùa thu lá bay không? Biết chiều hôm qua lang thang trên đường, nhớ nhớ buồn buồn với trăn trở. Chiều hôm qua mình tôi bán tan, có nghe lá vàng náo nề rơi không? Mùa thu và rơi là mùa lá và rơi, và lá và rơi nghe người ta 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 ta. Đức Giê-xu bảo rằng là có lá vàng rơi thì biết là mùa thu. Rồi khi mà thấy cái gì? Trời lập đông chưa em cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ, làm ăn lang thang ôm giá băng nhớ thầm người yêu tới. Chưa hôn em một lần ngày nào đưa đang đợi. Thưa chị em, ta thấy lũ rơi đi tìm giấc ngủ là biết là mùa đông. Tại vì Việt Nam không có tuyết, không có tuyết rơi. Thì bây giờ sao biết là mùa đông bây giờ? Vì ở trong miền Nam này chúng ta chỉ có hai mùa thôi. Ngoài Bắc thì có bốn mùa xuân hạ thu đông. Thì thưa chị em, hôm qua là Việt Nam đá với ai nhỉ? Đó Brunei phải không? Thắng 6-0 phải không? Phải không?
hôm kia còn Thái Lan đá với Malaysia, Indo và thắng hay thua? Thua hay không? Cô này giỏi. Thì thưa anh chị em, lúc mà người ta coi đá banh thì người ta phục và phục ông huấn luyện viên. Ông biết gọi là đọc cái trận đấu, ông biết bài binh bố trận như thế nào, đọc được cái dấu chỉ, đọc được cái trận đấu nó sẽ xảy ra, nó sẽ diễn biến như thế nào, biết là như thế này thì sẽ xảy ra thế này, biết là như thế kia thì sẽ như thế nọ. Người biết đọc, biết thấy được cái dấu chỉ thời đại. Mỗi một người anh chị em mình, Chúa mời gọi chúng ta phải đọc ra những dấu chỉ thời đại, đọc ra những cái dấu mà Chúa muốn nói với chúng ta cái gì trong cái hoàn cảnh này, trong cái biến cố này, trong cái lúc này. Chúa muốn nói với tôi cái gì, đó mới là điều quan trọng, đó là điều mà chúng ta cần phải cầu nguyện liên liền, đó là điều mà chúng ta cần phải thinh lặng để lắng lòng xuống. Cuộc sống nó ồn ào náo nhiệt quá, chúng ta không có thời giờ để mà lắng lại, lắng xuống. Đi sang bên Thái Lan, tôi thấy nhịp sống mà của họ cũng không đến nỗi nó quá như thế này, nó không có bốc còi, không có chen lấn vô chợ đông lắm, cái chợ rất đông. Nhưng mà thứ nhất tôi nhìn xuống dưới rác rất mùa rác, thứ hai người ta rất đông nhưng mà người ta không có ồn ào, không có xô bồ, không cãi cọ, không có xô đẩy, không có chen lấn, nhịp sống nó đều. Thế thì thưa anh chị em, khi mà sang Nhật thì cuộc sống nó quá nhanh, còn lao đi nhìn cái máy lao như cái mũi tên, cái xe lửa chỉ ngừng lại đúng 30 giây lao vào xe lửa đóng chặt, lao vào xe lửa đóng rất chính xác, làm cho con người nó trở thành những cái máy và họ không có thời giờ. Và vì thế mà số người bên Nhật họ tự tử rất là nhiều, nhất là giới trẻ. Họ cảm thấy như là cái robot không còn cái thời giờ để mà lắng đọng xuống nữa. Anh chị em mình, nói thật với anh chị em, chúng ta, tôi cũng như chị em, là người có phúc lắm. Vì có ai mà có được 30 phút cho đến 1 tiếng mà ngồi lắng lòng xuống mỗi ngày để hỏi coi Chúa muốn nói gì với con qua đoạn tin mừng con mới nghe, Chúa muốn nói gì với con qua lời Chúa mà con đang đọc đây, đọc để thấy được cái dấu chỉ thời đại mà Chúa đang nói với từng người chúng ta. Khi mà chồng con như thế này, lạy Chúa, Chúa muốn nói gì với con đây? Khi mà người vợ của con nó như thế này thì lạy Chúa, Chúa muốn nói gì với con đây? Khi mà gia đình của con đang lục đục thế này thì Chúa muốn nói gì với con đây? Khi mà công ăn việc làm của chúng con đang bị rất bất sang đang như thế này, Chúa muốn nói gì với con đây? Khi mà con sinh hoạt trong cộng đoàn của chúng con đang như thế này rồi nó xảy ra chuyện này, rồi chuyện nọ xảy ra chuyện kia, lạy Chúa, Chúa muốn nói gì với con? Xin Chúa cho con nhận ra cái dấu chỉ Chúa nói với con. Vì Chúa nói với chúng ta rằng là khi những điều đó xảy ra thì chúng con biết được rằng triều đại Thiên Chúa đã đến gần rồi. Thay vì những điều mà Chúa nói đó là sẽ có thiên tai, động đất, rồi chiến tranh, loạn lạc, đủ mọi thứ hết. Tất cả những cái đó Chúa nói không phải để đe dọa, không phải để làm cho con người hãi hùng, khiếp sợ. Chúa nói khi những việc đó xảy ra, khi chiến tranh, loạn lạc, khi thiên tai, động đất v.v. xảy ra, thì con hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên. Khi thấy những chuyện đó xảy ra thì nếu mình có lòng tín thác vào quyền năng và lòng thương xót Chúa thì mình biết rằng là hallelujah, vì triều đại Thiên Chúa đã đến gần rồi, nước Thiên Chúa đã hiển trị rồi, nước Thiên Chúa được người ta nhận biết rồi, và chúng ta sắp được bước vào hưởng cái hạnh phúc của nước Chúa rồi. Đó, nếu mà chúng ta luôn trong tư thế là tỉnh thức, nếu ta luôn trong tư thế là tỉnh thức để nhận ra những dấu chỉ thời đại,
Thì khi những điều đó xảy ra, những biến cố mà xảy ra trong cuộc đời của mình, con không ngồi đó con than thân trách phận, nhưng mà con nhận ra rằng đó là dấu chỉ của lòng thương xót Chúa. Khi mà thiên tai động đất kinh thiên động địa nó xảy đến thì con nhận ra đó là quyền năng của Thiên Chúa đang được tỏ lộ, để cho người ta đừng coi thường, để cho người ta đừng có lờn mặt, để cho người ta đừng có giận mặt với Chúa. Quyền năng của Chúa xảy ra, quyền năng của Chúa làm cho cả cái thế giới này phải náo động, phải rung động, phải rung động, để mình thấy rằng là nước Chúa đã đến gần rồi. Cho nên vừa mới nói với anh chị em là cái vốn liếng sống của mỗi người chúng ta đang cạn dần và cạn dần. Và khi nó hết, lúc đó có những người có tiền trong túi, mà hết tiền thì làm gì? Thì vui hay buồn? Buồn. Hết tiền, buồn quá. Phải không? Tiền cũng còn gì để mà tiêu nữa, buồn. Vì lúc có tiền người ấy không biết đầu tư vào để sinh lợi, cho nên hết tiền coi như là hết luôn. Nhưng nếu một người biết suy nghĩ, biết tính toán, thì tất cả những đồng tiền họ có, họ đầu tư vào bất động sản chẳng hạn, họ đầu tư vào họ kinh doanh cho đến đồng xu cuối cùng. Mà lúc đồng xu cuối cùng của họ hết, họ bỏ ra, chính là lúc họ bắt đầu họ thu vào. Vì họ biết là họ bỏ ra một mà họ sẽ thu vào 10. Thầy miếng đất Đại Long Thành thì đó mua miếng đất gần sân bay sắp đó, và đó mua có bao nhiêu? 100, 200 à? Bây giờ sắp lên 2 tỷ rồi. Ngon không? Ngon. Ngon không? Ngon. Mua không? Mua. À. thì chúng ta thấy rằng là nếu mà mình dốc hết tình này, dốc hết tình này ta trả nợ này, dốc hết tình này. Không có đến nhạc thay mà tôi hát giàu quá. Thì ta thấy rằng là khi mình dốc hết tình này ra với Chúa, dốc hết tình này ra với anh em mình, thì lúc mà mình dốc hết tình này ra, lúc mà không còn cái gì nữa cả, chính là lúc mình đang thu hoạch vào vô số. Cho nên lúc Chúa đến, có những người khi mà gặp gỡ Chúa là lúc mà mình không còn cái vốn thời gian nữa. Lúc đó đến trước mặt Chúa, ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về ý nghĩ, lời nói, việc làm. Mọi cái nó sòng phẳng trước mặt Chúa. Mình nói lạy Chúa, xong rồi chưa? Ngon rồi chưa? Xong hết rồi, không còn gì cho con cả. Con đã dốc hết cho Chúa, cho anh em con rồi. Con đã tận dụng tất cả những dấu chỉ mà Chúa xảy đến, cho xảy đến với con, để con đọc ra được là thánh ý của Chúa, con làm theo thánh ý Chúa. Mà dấu hiệu nào, bằng chứng nào để biết rằng mình đang làm theo thánh ý Chúa, mình đang sống theo ý Chúa? Dấu chỉ đó là, dấu chính đó là mình có được sự bình an. Nếu chuyện gì đó xảy ra, tâm mình vẫn bình, lòng mình vẫn an, đó là mình đang thuận theo ý Chúa, gọi là thuận thiên. Thuận thiên là theo ý trời. Còn nếu mà mình thấy bất an, thấy ngổn ngang, thấy tiếc nuối, thấy giận hờn, thấy căm tức, tức là mình đang thuận nhân, tức là thuận theo ý người, ý của mình, chứ không theo ý trời. Và không theo ý trời, không theo ý Chúa, thì thưa anh chị em, mình đến trước mặt Chúa, Chúa bảo rằng là sao? Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu tư tao vơi vơi, 20 năm cuối là bao? Là thế, đời sống không là bao. Câu kết là gì? Ơ
bao nhiêu năm sống mà yêu nhau. Chúa sẽ hỏi mỗi một người chúng ta 60 năm cuộc đời của con, mà nếu con 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, rồi 20 năm sầu sầu tư thao vời vơi, rồi 20 năm cuối chẳng biết làm cái gì, lại tiếc quá chẳng là bao. Không, thưa anh chị em, lúc đó mình sẽ ngồi mình nuối tiếc là bao nhiêu năm sống mà yêu nhau. Còn bao nhiêu năm sống thì còn bấy nhiêu năm chúng ta sống yêu nhau. Đó, quý năm phục vụ ta ngồi ta nhìn lại. Anh chị em mình nhìn lại coi, tôi đi theo lòng Chúa thương xót, tôi đi loan truyền lòng Chúa thương xót, tôi đi làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Vậy thì bao nhiêu năm đó, thời gian đã trôi qua như vậy, tôi có nhận ra dấu chỉ của Chúa trong lúc mà tôi đi loan truyền, đi cầu nguyện, đi làm chứng cho lòng Chúa thương xót không? Tự hỏi lòng mình lại đi, thưa anh chị em. Mà nếu lòng của tôi vẫn còn lửa, vẫn còn cái biết, vẫn còn cái hăng say là muốn loan truyền như chị em đây, dù chỉ còn 10 người, dù chỉ còn 5 người, vẫn cứ đi, vẫn cứ đi. Ai rớt thì rớt, ai rụt thì rụt, ai rơi thì rơi, ai bỏ thì bỏ, còn ta vẫn cứ lên đường. Vẫn cứ nhận ra cái dấu chỉ thời đại ngày hôm nay, đó là Đức Giáo Hoàng, Thánh Giáo Hoàng John Paul II nói, một trong những nhiệm vụ cấp bách và quan trọng của giáo hội ngày hôm nay, đó là đi loan báo và làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Đó là nhiệm vụ của tất cả mọi người trong giáo hội ngày hôm nay. Không phải là chuyện đùa, không phải là chuyện thường. Muốn làm thì làm, không làm thì thôi. Không, thưa anh chị em. Với Đức Thánh Cha Francisco, chuyến đi thăm Nhật Bản vừa rồi là chuyến đi thăm thứ 32 ở nước ngoài, và với 82 tuổi đó, cái vốn liếng sống của Ngài chẳng còn bao lâu nữa, nhưng mà sống cho nó có chất lượng, chứ đừng sống cho có số lượng. Số lượng là càng nhiều tuổi bao nhiêu thì càng thấy chán trường, càng thấy mệt mỏi, và lại càng sợ cái chết nó đến với mình. Mặc dù có những người ốm đau bệnh tật, mặc dù có những người miệng thì kêu là chán đời, có những người sống vật vả vật vưởng mà bỏ chết, có chết không? Này, anh chị em có để ý cái này không? Anh chị em có thấy một người ăn mày nào tự tử không? À, anh chị em có thấy một đứa bé bán báo hay là nhặt rác nào nó tự tử không? Không. Mà người tự tử là siêu sao, minh tinh màn bạc, là đại gia, là người giàu có, trí thức, giàu có, danh vọng, quyền lực và nổi tiếng. Thì lạ chứ. Tôi cứ ngồi tôi suy nghĩ, đã lẽ là cái thằng mà nó tương tự phải là cái thằng mà nó nghèo khó đấy đâu không chứ, là phải cái người mà bị bỏ rơi bệnh tật chứ, mà không, những người bệnh vẫn nằm đó, những người nghèo khổ vẫn sống đó. Còn những người giàu, những người quyền lực, những người nổi tiếng, những người đẹp, những người có danh vọng, chức tước thì lại rủ nhau mà đi tự tử nữa là sao? Ở Việt Nam mình cũng vậy, mà trên thế giới cũng thế, chứ có để ý chuyện đó. Đó, tí không? Tôi phải thấy lạ chứ. Nhìn lại một năm vừa qua, đến có số lượng người tự tử là ai? Toàn những người giàu có, minh tinh, trẻ, đẹp, danh vọng, nổi tiếng. Vậy là sao? Vậy là sao? Vậy thì cái cuộc sống của họ, họ vì họ thấy rằng cái cuộc sống họ không còn ý nghĩa gì cả. Không còn ý nghĩa gì cả, mặc dù có tất cả mọi thứ, nhưng mà không có ý nghĩa gì cả. Còn chúng ta không có gì cả, mà cuộc sống mình có ý nghĩa vì mình biết rằng mình đang sống trong lòng thương xót của Chúa. Mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa đối với mình, và mình muốn đi nói với mọi người về lòng thương xót Chúa đang dành cho tôi, dành cho anh, dành cho chị, dành cho tất cả mọi người. Hãy chạy đến với lòng Chúa thương xót để được hưởng cái hạnh phúc, để hưởng cái bình an, để có niềm hy vọng, để không có chán sống và đi tương tự nữa. Có ai tâm đùa lòng thương xót Chúa đi tương tự chưa? Mà toàn những người có tiền của danh vọng chức tước đi tương tự. Anh chị em thấy không? Mà chúng ta thấy
Những người nghèo, nhà quê có gì họ đánh nhau, họ giành được nhau miếng ăn không? Không. Tôi sang bên Lào, xuống miền quê, họ sống rất là yên hạ, rất là thành thơi, chẳng nhà cao cửa rộng, chẳng cao lưng mới đi, ngày chỉ ăn có hai bữa. Mà đi làm tới 4 giờ chiều là về, sáng 8 giờ mở cửa, chứ không có phải tranh hơn tranh đuôi gì cả. Họ sống rất an nhàn. Mà mình thấy rằng là chỉ những người càng có quyền bao nhiêu, tí thôi, càng có quyền bao nhiêu, càng danh vọng bao nhiêu thì lại càng đi xâm chiếm người ta bấy nhiêu, không bao giờ cho mình là đủ. Cái nước càng nhiều càng to thì lại càng muốn đi thôn tính với nước nghèo là sao? Mình cho đúng như thế kia mà vẫn không có chịu, vẫn còn đi gây hấn, mới hết nước này đến nước nọ, áp bức bóc lột hết nước này đến nước kia. Trong khi đó những nước nghèo có giàu đánh nhau đâu, thưa anh chị em, thế không ạ? Vì vậy mà Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta hết tập nhìn ra dấu chỉ của Chúa trong thế giới này. Bây giờ các bạn, có nhiều bạn thành một cái bệnh, gọi là bệnh gì đó, lúc nào cũng phải có cái điện thoại, lúc nào phải có cái điện thoại cầm trên tay mới chịu được. Và cầm cái điện thoại trên tay lúc nào cũng cắm đầu quẹt quẹt đọc. Lúc mà anh chị em ngồi với nhau đang ăn cơm cũng không có chịu ăn, cũng phải ngồi quẹt quẹt, vừa ăn vừa quẹt quẹt. Rồi lúc người ta ngồi chia sẻ với nhau cũng không chịu nổi, cũng phải ngồi quẹt 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 quẹt. Đọc thì nhiều mà không hiểu cái gì không. Đọc để nhận ra dấu chỉ thời đại thì hãy đọc. Đọc những tin tức, đọc những sự kiện, phải đọc trong cái suy nghĩ là Chúa nói gì với tôi qua cái biến cố này, qua cái sự kiện đang xảy ra trên thế giới này. Còn suốt ngày cứ thấy lúc nào cũng cắm đầu mở, đọc. Riết được, ai cũng đeo kính cận hết trơn, nhất là những đứa bé. Nó coi viết rồi đeo kính ngay từ còn bé rồi. Cho nên thưa anh chị em, cái phương tiện truyền thông rất là tốt để ta có thể nối kết người này với người nọ, người kia lại với nhau, để ta có thể hiểu nhau, để ta có thể thông cảm với nhau, để ta không cảm thấy cô đơn, cô độc, để ta không cảm thấy buồn chán, rất là tốt. Nhưng cũng chính vì nó mà ta lại trở thành người cô độc, cô đơn, vì ta chỉ biết có nó mà thôi. Suốt ngày ôm cái iPhone, suốt ngày ôm cái iPad, suốt ngày ôm cái vi tính hay là cái trò chơi, cứ một mình chơi với nó, giết rồi đâm ra tự kỷ lúc nào không biết. Rồi giết là ta bị bệnh nghiền và cứ phải có cái điện thoại, không có là coi như mình thiếu. Đọc kinh thì không sao, không đọc kinh cũng chẳng chết, không đi lễ cũng chẳng thấy thiếu, mà đi lễ không rước lễ cũng chẳng thấy có vấn đề gì cả, nhưng mà không có điện thoại là không chịu được cả nhỉ. Mà có điện thoại cầm trên tay mà không quẹt quẹt là cũng không chịu được cả nhỉ, lại cũng phải bấm. Có khi chả hôm nay tôi quen làm mấy được mấy người, mở cái danh bạ ra tôi có thấy mỗi 10 người, và lúc nào cũng phải cầm cái bấm là sao? Hết game rồi tới tin tức thời sự mà không có biết dừng lại để đọc ra cái dấu chỉ thời đại qua những cái tin tức, qua những cái sự kiện đang xảy ra trong giáo hội, trong xã hội, trong thế giới, trong mỗi gia đình ngày hôm nay như thế nào. Tập đi thưa các bạn, Chúa ban cho các bạn một cái phương tiện rất là tốt nếu bạn biết sử dụng nó. Còn nếu bạn không biết sử dụng nó, bạn làm nô lệ cho nó. Nó bỏ mở thì phải mở, chứ đâu phải là mình muốn mở thì mở. Tao không muốn mở, tao cứ để nó phải làm gì tao. Từ đó bạn để cái điện thoại trước mặt bạn 10 phút bạn không được với nó. Khó bạn. Ngứa tay là phải cầm, mà cầm không có thể nào cầm không được. Thế nào cũng phải quẹt 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 quẹt. Người ta đang nói chuyện với mình, lịch sự một chút chứ. Không có gì cần thiết, không quan trọng thôi. Phải ngồi đối thoại với nhau chứ. Cứ ngồi quẹt quẹt là sao? Là như mình là nhân vật quan trọng cũng phải đi nghiên cứu, phải đi tìm kiếm, phải đi sưu tầm cái gì khác. Ôi từ sưu tầm mỹ hóa là đang chơi game, sưu tầm mỹ hóa là đang là coi phim, sưu tầm mỹ hóa là đang đọc truyện. Thế chị em, mình đánh mất con người trước mặt bởi cái
mà con người làm ra. Đáng lẽ cái mà con người làm ra làm cho con người gặp con người, đúng không ạ? Vì xa quá cho nên phải gọi điện thoại, phải nhìn mặt cái biết nhớ, đúng. Nhưng mà khi đang ở gần với nhau mà sao mày khỏe không, con kia cần điện thoại tao khỏe, mình ngon rồi này. Bây giờ đến mức độ mà nó gần với nhau mà gọi điện thoại cho nhau thưa chị em đó, thì chúng ta thấy được là cái dấu chỉ thời đại anh chị em mình phải tập, nó phải tập tập quay. Là khi tôi đọc cái đoạn tin này, tôi nghe cái bài hát này, tôi coi cái đoạn phim này, thì tôi hỏi rằng là có ý nghĩa gì, nó có ý nghĩa gì, và Chúa muốn nói với tôi cái gì qua cái đoạn phim đó, qua bài hát đó, qua bài nhạc đó, qua vở kịch đó. Đọc được cái đó, phải đọc được cái đó thì xem là thưa các bạn, nếu mà không thì chúng ta thấy là mình là nô lệ và không nhận ra được dấu chỉ thời đại. Con người không có nơi tựa đồng, dù
không có nơi tựa đầu, chúng con vẫn có một trái tim để chúng con dìm mình vào đó và đại diện lòng thương xót Chúa. Cảm tạ Chúa vì những biến cố Chúa cho xảy đến với từng người chúng con, với cộng đoàn chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì qua đó chúng con đọc được dấu chỉ của Chúa muốn chúng con làm gì. Chúa muốn chúng con tín thác hoàn toàn vào Chúa để bước đi như Abraham, đi mà không biết mình đi đâu, đi mà không biết sẽ làm gì. Chúng con vẫn dứt áo ra đi, chúng con vẫn dứt khoát ra đi, chúng con vẫn mạnh dạn ra đi, không nuối tiếc, không biện riêng, không than thân, không trách phận, không buồn đời, không chán người, không hận đời, không hận người. Chúng con ra đi vì chúng con biết rằng một chân trời mới đang chờ đón chúng con. Chúng con ra đi vì chúng con biết rằng xiềng xích và gông cùm đang chờ đón chúng con như là Phao-lô. Chúng con ra đi và chúng con biết rằng có thể đó là tủi nhục, là đắng cay, là thua trận, là bại trận, là thất bại hoàn toàn trước mặt thế gian, trước mặt người đời. Chúng con ra đi trong sự chê trách, chúng con ra đi trong sự khinh bỉ, khinh miệt, chúng con vẫn cứ ra đi. Vì chúng con biết rằng dấu chỉ là Chúa muốn chúng con vâng phục hoàn toàn, vâng phục thánh ý Chúa qua những người có trách nhiệm để chúng con mạnh dạn ra đi. Chúng con biết rằng là những tủi nhục đó Chúa cũng đã từng hứng chịu. Chúng con biết rằng những đau khổ cay cực đó Chúa cũng đã từng hứng chịu. Chúng con biết rằng Chúa đã bỏ cả trời cao, Chúa đã bỏ cả ngai vàng, Chúa đã bỏ tất cả vinh quang của một Thiên Chúa để đến ở với chúng con như là một người tầm thường nhất, một tội nhân nữa là khác, và chết trần truồng trên cây thập giá. Thế mà Chúa vẫn ra đi vì ý của Cha muốn như vậy. Chúng con ngày hôm nay ngồi đây ôn lại một năm phục vụ đã qua, ôn lại những biến cố đã xảy đến với cá nhân và cộng đoàn chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa đã gìn giữ chúng con vượt qua tất cả những khó khăn thử thách. Chúng con tạ ơn Chúa đã gìn giữ chúng con vượt qua tất cả những cạm bẫy, những cám dỗ, những kẻ mưu toan ám hại chúng con. Chúa cất chúng con ra khỏi sự dữ, Chúa cất chúng con khỏi chốn ngủ nhơ, Chúa cất chúng con khỏi tất cả những gì là tham sân si, để chúng con hoàn toàn thuộc về lòng Chúa thương xót mà thôi. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa vì những biến cố xảy ra, và bây giờ có khi chúng con nhìn lại, chúng con mới đọc ra được những dấu chỉ, tất cả là dấu chỉ của lòng thương xót Chúa. Tất cả là lòng thương xót Chúa gìn giữ bao bọc che chở bảo vệ chúng con. Tất cả là lòng thương xót Chúa đưa chúng con đi và bài binh bố trận cho chúng con từng nơi, từng chỗ, từng người, từng hoàn cảnh. Lúc thì lên núi, lúc thì xuống biển, lúc thì vào rừng, lúc thì ra công viên, lúc thì chui vào một xó xỉnh nào đó, lúc thì đi vào một nơi nào đó. Chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con tiếp tục bị người ta truy đuổi, bị người ta truy lùng, bị người ta loại trừ, bị người ta loại bỏ. Chúng con tiếp tục bị kết án, chúng con tiếp tục bị lên án. Và có lẽ chỉ khi nào như Chúa giang tay ra trên cây thập giá, chút hơi thở cuối cùng, máu và nước những giọt cuối cùng đổ ra, nói với Cha, lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Lúc đó mọi sự mới đã đoạn, mọi sự mới hoàn tất. Yeah.
Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Giờ cầu nguyện và chia sẻ lời Chúa. Cuối năm phục vụ đã kết thúc, chúc anh chị em bước vào năm phục vụ mới vui và bình an. Tạ ơn.